Chiều ngày 18 tháng 5 năm 2024 nhằm ngày 11 tháng 4 âm lịch, tại Tu viện Khánh An đã tổ chức lễ bế mạc khóa đào tạo người dẫn chương trình Phật giáo. Chứng dự buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó ban Hoàng pháp Trung ương, Phó ban trị sự kiêm Trưởng ban Hoàng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tọa Thích Quang Thành, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó ban trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Thượng tọa Thích Trí Trơn Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban Văn hóa Trung ương, kiêm trưởng Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng Ban tổ chức khóa đào tạo người dẫn chương trình Phật giáo, cùng chư Tung đức giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Văn hóa Phật giáo Thành phố, các MC, nhà báo, giảng viên trong khóa đào tạo và hơn 100 tăng ni, Phật tử, học viên tham dự. Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Trí Chơn nhấn mạnh, Người dẫn chương trình Phật giáo đã có từ lâu trong truyền thống Phật giáo. Trong những thời pháp thoại của Đức Thế Tôn có các vị đệ tử trưởng lão Tôn Túc đã thay nhọc để tiếp dẫn buổi giảng của Đức Phật. Tiêu biểu là ngài A Nan được xem như là người dẫn chương trình Phật giáo đầu tiên. Từ đó, vai trò người dẫn chương trình ngày càng được khẳng định hơn trong quá trình phát triển của Phật giáo. Do vậy, việc đào tạo nhân sự dẫn chương trình Phật giáo là một công tác Phật sự quan trọng. Thượng tọa Thích Đồng Quảng, thư ký Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo kết quả sau khóa đào tạo. Một trong những Phật sự quan trọng là tổ chức thành công khóa đào tạo người dẫn chương trình Phật giáo. Được sự cho phép trên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cùng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khóa đào tạo người dẫn chương trình Phật giáo. Trong suốt 12 buổi học Quý vị học viên tham dự khóa học được học cùng với những giảng viên có kinh nghiệm chuyên môn trong các sự kiện chương trình Phật giáo. Qua các buổi học có đầu tư về mặt giáo án kèm theo là những kinh nghiệm sâu sắc của các giảng viên, học viên đã được tiếp cận những kỹ năng từ cơ bản đến các lưu ý quan trọng trong chuyên ngành MC. Các khái niệm và định nghĩa cơ bản được giảng giải chi tiết, cụ thể rõ ràng, giúp các học viên hiểu hơn về tính chất cũng như nhận diện chính xác vai trò dẫn chương trình trong Phật giáo. Về phía các học viên, tất cả đều có tác phong học tập rất tốt, tuân thủ chấp hành nội quy lớp học, hàng hái tương tác với các vị giảng viên, có tinh thần xây dựng, tiếp thu các phần kiến thức một cách thận trọng và kỹ lưỡng. Có thể nói, tuy rằng khóa học lần đầu tiên diễn ra, nhưng lại gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. Thời gian đào tạo tuy ngắn ngủi nhưng chất lượng có được lại vượt xa những gì mong đợi. Thông qua danh sách khen thưởng, Thượng tòa Tán Dương công đức các vị tôn đức giáo phẩm, ban lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam, các Phật tử và nhân sự tham gia công tác tổ chức khóa đào tạo người dẫn chương trình Phật giáo, cũng như các giảng viên tham gia đào tạo trong khóa học. Trong đó, Thượng tọa Thích Thiện Quý trao tặng bằng tuyên dương công đức đến Thượng tọa Thích Trí Chơn, đại diện Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh trao bằng tuyên dương công đức cho các giảng viên, MC, nhà báo tham gia giảng dạy. Thượng tọa Thích Trí Chơn và Thượng tọa Thích Trung Nguyện trao giấy chứng nhận đến chư tôn đức tăng học viên. Thượng tọa Thích Tâm Hoa và Thượng tọa Thích Tâm Hải trao giấy chứng nhận đến chư tôn đức ni học viên. Ni sư Thích Nữ Thuần Chơn, Phó Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh trao giấy chứng nhận đến các Phật tử học viên. Sau khi trao giấy chứng nhận cho tất cả học viên, Đại Đức Thích Giác Nghiêm, lớp trưởng khóa học đã thay mặt Chư Tăng Ni, Phật tử học viên, dân lời tác bạch cảm niệm đến với Chư Tôn Đức lãnh đạo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và Ban tổ chức khóa đào tạo. Trong lời đạo từ đến Ban tổ chức cùng các học viên tham dự khóa học, Hòa Thượng Thích Nhật Hỷ, Hoan Hỷ chia sẻ, Chúng tôi rất vui vì khóa đào tạo được tổ chức thành công viên mãn cùng với niềm hân hoan trong dịp lễ Phật đảng ở khắp nơi trên đất nước. Hòa thượng cũng đã nhắc lại tấm gương của Đức trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp Chủ, Chủ tịch Hội đồng trị sự hiện nay. Với trí tuệ nhạy bén cùng sự hiểu biết thâm sâu trong Phật Pháp, trên hết là đạo hành của Ngài, Hòa thượng đã đảm nhiệm vai trò người dẫn chương trình trong các sự kiện trọng đại của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. Hiện nay, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Phó Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nối thành công công tác Phật sự này hòa thượng chúc các học viên trong khóa đào tạo người dẫn chương trình phật giáo sau khi tốt nghiệp sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy vai trò này để góp phần tạo nên những chương trình phật giáo có được nội dung ý nghĩa hình thức trang nghiêm thanh tịnh góp phần phát huy các giá trị tốt đẹp của phật pháp